Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt phổ biến luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn cho 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư hạ tầng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư hạ tầng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được phổ biến luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Luật có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2022 với 9 nội dung mang tính đột phá, trong đó có các nội dung liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp trong khu công nghiệp, như mở rộng đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí nước thải bằng 10% giá nước sạch, phải có giấy phép mới được xử lý chất thải nguy hại, chỉ được nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bị công khai thông tin.